Giã sử xin chào các bạn. Ethiopia, tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, là một quốc gia nội lục địa ở vùng rừng châu Phi, có chung biên giới với Eritrea về phía bắc, Djibouti về phía đông bắc, Somalia về phía đông, Sudan và Nam Sudan về phía tây, Kenya về phía nam. Với hơn 109 triệu dân tính đến năm 2019, Ethiopia là quốc gia đông dân thứ 12 trên thế giới và là quốc gia đông dân thứ 2 tại châu Phi chỉ sau Nigeria. Ethiopia có tổng diện tích là 1.100.000 km2. Thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Ethiopia là Addis Ababa. Ethiopia cũng là một trong những địa điểm cổ nhất mà con người từng sinh sống. Và trong hầu hết chiều dài lịch sử, Ethiopia theo chế độ quân chủ bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, kéo dài đến tận năm 1970. Bên cạnh văn minh La Mã, nhà Hán Trung Quốc, Vương triều Ba Tư, thì Vương quốc Axum của Ethiopia được xem là một trong bốn quốc gia có sức mạnh lớn nhất thế giới vào thế kỷ thứ 3. Trong suốt thời kỳ thuộc địa của châu Phi, Ethiopia là quốc gia châu Phi duy nhất bên cạnh Liberia giữ vững được chủ quyền như là một quốc gia độc lập và là một trong bốn thành viên đầu tiên của châu Phi thuộc Hội Quốc Liên sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Đến Thế chiến thứ hai, nền độc lập của Ethiopia bị gián đoạn một thời gian ngắn khi bị phát xít Ý chiếm đóng. Đến năm 1941, Ethiopia được giải phóng. Và sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Ethiopia cũng trở thành một trong những thành viên châu Phi đầu tiên của Liên Hợp Quốc. Ảnh hưởng của Ethiopia rất lớn trong cộng đồng châu Phi lúc bấy giờ. Một số quốc gia đều sử dụng màu cờ của Ethiopia và thủ đô Addis Ababa trở thành nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế ở châu Phi. Sau hai cuộc chiến, Ethiopia vẫn theo chế độ quân chủ lập hiến với vua đứng đầu. Nhà vua Haile Selassie là vua của Ethiopia trong thời gian này. Ông được coi là một anh hùng dân tộc của Ethiopia lúc đó, khi đưa Ethiopia tránh khỏi cảnh thuộc địa. Năm 1942, nhà vua cũng bãi bỏ chế độ nô lệ ở Ethiopia, giải phóng từ 2 đến 4 triệu nô lệ của Ethiopia, trong khi dân số nước này khi đó chỉ là 11 triệu người. Mặc dù Haile Selassie được coi là một anh hùng dân tộc, nhưng người dân Ethiopia đã quay lưng lại với nhà vua sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào năm 1973 trên toàn thế giới, gây ra sự tăng mạnh của giá xăng, tình trạng thiếu lương thực, các cuộc chiến tranh biên giới và sự bất mãn trong tầng lớp trung lưu được tạo ra thông qua sự hiện đại hóa đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn vào năm 1974. Sinh viên và công nhân tại Addis Ababa đã bắt đầu biểu tình phản đối chính phủ và nhà vua. Cuối cùng, triều đại Haile Selassie đã kết thúc vào ngày 12 tháng 9 năm 1974, khi lực lượng cách mạng Ethiopia dưới sự hậu thuẫn của Liên Xô lật đổ nhà vua. Hội đồng cách mạng lâm thời mới được thành lập với một nhà nước xã hội chủ nghĩa và đất nước được đổi tên gọi là Ethiopia xã hội chủ nghĩa và sau này là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Ethiopia. Chính vì vậy, Ethiopia có mối quan hệ thân thiết với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Ethiopia cũng đứng về phía Liên Xô trong giai đoạn Trung Xô mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ vào năm 1991, Ethiopia cũng tan vỡ. Ngày nay, Ethiopia là một quốc gia theo chế độ liên bang. Ethiopia thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị và đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Ethiopia tranh thủ tối đa viện trợ của các nước để cứu đói và phục hồi kinh tế. Ethiopia là nước Kitô giáo chiếm đa số với hơn 60%, đa số theo dòng chính thống. Hơn 30% dân số theo Hồi giáo và dân số còn lại theo Do Thái hay các tôn giáo bản địa. Ethiopia lại nằm giữa hai nước thuần Hồi giáo là Sudan và Somalia. Quan hệ Ethiopia và Sudan, Somalia khá căng thẳng và đã xảy ra xung đột. Trong khi đó, Ethiopia lại có quan hệ khá mật thiết với Israel, còn các nước Hồi giáo lại vừa gây sức ép, vừa muốn lôi kéo Ethiopia.
Với vị trí trung tâm ở vùng sừng châu Phi, cửa ngõ của khu vực đông phần châu Phi, Ethiopia có vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng. Từ Ethiopia có thể kiểm soát toàn Đông Phi, phong tỏa tuyến hàng hải trên kênh đảo Suez và tác động lên bán đảo Ả Rập. Bên cạnh đó, Ethiopia còn sở hữu một sức mạnh vô cùng lớn, đó là nước. Nước là một tài nguyên, một nguồn sống đối với bất kỳ quốc gia nào, nhất là tại châu Phi. Hiện nay, Ethiopia kiểm soát hầu hết đầu nguồn các con sông trong khu vực. Thậm chí sông Nin, một trong những dòng sông vĩ đại nhất thế giới, cũng chịu quyền kiểm soát của Ethiopia khi phụ lưu chính của sông Nin là dòng Nin Xanh chiếm 85% lưu lượng, được bắt nguồn từ Ethiopia. Điều này tác động trực tiếp lên Ai Cập và Sudan. Ngoài ra, Somalia, đối thủ xung đột với Ethiopia, cũng phải dè chừng khi các dòng sông chính chảy vào Somalia cũng có đầu nguồn tại Ethiopia. Vì vậy, Ethiopia là một quốc gia rất có sức nặng trong khu vực. Bên cạnh đó, văn hóa, thiên nhiên của Ethiopia cũng vô cùng độc đáo. Ethiopia là quốc gia châu Phi có số di sản được UNESCO công nhận nhiều nhất châu Phi. Ngày nay, Ethiopia là nền kinh tế lớn nhất Đông và Trung Phi tính theo GDP và là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới. Ethiopia là nơi đóng trụ sở của hơn 90 tổ chức khu vực và quốc tế tại châu Phi như Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi, Ngân hàng Thế giới. Ethiopia thực sự là một quốc gia đáng để tìm hiểu. Tuy nhiên, thách thức đặt ra với Ethiopia chính là tình hình nội tại bên trong. Từ khi chế độ xã hội sụp đổ vào năm 1991 cùng với Liên Xô, nội bộ Ethiopia không ổn định bởi nhiều đảng phái chính trị, phe cánh, sắc tộc